chưa? Hai rau gì đấy? Ngọt. Anh tưởng là rau sắn chủ hương. Ngọt ta đấy. Này rau ngọt ta không? Anh chỉ hái một lắm thôi, nhà già có cái bí rồi. Bây giờ nhé, hái cái nào á, nó dài để riêng, ngắn để riêng để mình tí nữa mình làm cái lạt mình kẹp kẹp bẹt bẹt ra xong là mình đi bán nó ấy, nó cái mớ nào nó dài mình tính cao, tức là ngắn tính thấp. Sao không hái hết rồi để lại ít chọt trên ngọn làm gì đấy? Để làm mồi nó mọc tiếp. Bỏ ngon nhật đi. Không ăn. Ở đây ngon Mỹ hay ngon gì? Không phải là nhật. Nào cho đây. Nào rồi, có cua chưa? Mí rồi.